Về tình hình dịch bệnh, trong bối cảnh nước ta đã ghi nhận hai biến thể mới là BA4 và BA5, thì số ca nhiễm những ngày qua cũng liên tục tăng nhẹ. Riêng ngày 19 tháng 7 có đến 1.085 ca, đây được xem là ngày có số ca nhiễm cao nhất hơn một tháng rưỡi qua. Liệu dịch Covid-19 có bùng phát trở lại và có phải số ca mắc tăng là do biến thể mới BA4 và BA5 của chủng Omicron? Giám sát hai biến thể mới này bằng cách nào? Theo Bộ Y tế, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường và đã bùng phát trở lại tại một số quốc gia với sự xuất hiện của biến thể BA.4 và BA.5 của chủng Omicron, nhất là tại khu vực châu Âu. Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã khuyến cáo người dân mang khẩu trang trở lại. Trước tình hình này, Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát sự lưu hành của biến thể phụ BA.4, BA.5 và các biến thể khác, đồng thời đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 và khuyến cáo người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ông Nguyễn Hồng Tâm, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm biến thể BA.4 và BA.5 trong cộng đồng qua giải trình tự gen vào ngày 4 tháng 7 và cho đến nay thì chưa phát hiện thêm trường hợp nào nhiễm hai biến thể mới này. Từ đầu tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng hệ thống giám sát biến thể mới COVID-19 tại 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức nhằm phát hiện sớm biến thể mới. Ông Tâm cho hay, hiện thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục duy trì hệ thống giám sát này liệu dịch có bùng phát trở lại. Nhiều chuyên gia y tế nhận định điều này khó có thể xảy ra nếu người dân nghiêm túc tiếp tục thực hiện các biện pháp khuyến cáo 2VK của Bộ Y tế, vaccine, khẩu trang và khử khuẩn. Tiến sĩ Nguyễn Hải Công, trưởng khoa hô hấp bệnh viện Quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc gia tăng ca bệnh COVID-19 thì chỉ liên quan một phần đến biến chủng mới, dù hiện nay nước ta đã ghi nhận biến chủng BA.4 BI và BA.5 của Omicron được xem là có tính lây lan cao. Vấn đề quan trọng hơn hết liên quan đến việc tăng, giảm ca nhiễm được ông Công đề cập là hiệu lực của vaccine COVID-19. Với hiệu lực của vaccine thường suy giảm sau 6 tháng tiêm chủng có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm, do đó cần tiêm mũi nhắc lại để đảm bảo miễn dịch cộng đồng. Ông Công nói, đây là vấn đề mấu chốt bởi vậy việc tiêm vaccine là rất cần thiết. Lý do chính làm giảm mức độ nặng và tử vong ở đợt dịch của biến chủng Omicron so với Delta cũng là vì chúng ta có nhiều vaccine cũng theo bác sĩ công khi mở các loại hình dịch vụ sinh hoạt nhằm thích ứng cuộc sống bình thường mới ý thức nhiều người dân chủ quan hơn và có tâm lý xem nhẹ nguy cơ về bệnh như không mang khẩu trang thường xuyên tụ tập nơi đông người đây cũng là những nguyên nhân làm tăng tỷ lệ lây nhiễm trong những ngày gần đây